Thế thì chúng ta sẽ đến với cái thử thách dành cho con trai ở đây. Ban giám khảo chọn ngẫu nhiên 10 bài quốc ca và cắt 10 đoạn nhạc, mỗi đoạn 10 giây từ 10 bài quốc ca này. 10 bài quốc ca được ghép lại thành một đoạn nhạc dài 100 giây. Người thách thức được nghe đoạn nhạc này trong thời gian 100 giây. Nước tân lực rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp xúc siêu thử thách. Người thách thức phải nhận biết được 10 bài quốc ca và đi tìm đúng 10 quốc kỳ tương ứng để dán vào bảng kết quả, đúng 8 trên 10 quốc gia. Thử thách thành công. Đây là 10 giây bất kỳ mà ban giám khảo lựa chọn. Và quan trọng, bài nhạc này sẽ không có lời. Nó chỉ là cái giai điệu của bài hát. Khi mà âm nhạc lên, nghe được quốc ca của nước nào, lập tức chạy ngay lấy cờ của quốc gia đó gắn vào cái ô tương ứng. Dạ, tôi nghĩ là khó. Đây là một điều rất khó. Chỉ cần bạn nhìn vô đêm đẹp bạn sẽ khó này. Có một số quốc gia họ có trùng quốc ca bởi vì cái mặt lịch sử hay truyền thống. Ngoài ra còn có một số quốc gia họ mượn nhạc của quốc gia khác. Cho nên đôi khi anh chọn nhỡ nhầm một quốc gia đó nhưng mà nó lại mượn quốc ca quốc gia khác thì cháu này phải chạy tìm nữa. Anh Vũ vừa phân tích một điều rất là hợp lý. Có thể xảy ra trường hợp là hai quốc gia khác nhau có cùng chung một cái giai điệu. Cho nên bé vẫn có quyền đặt hai cái đáp án của mình ở trên đây. Và nếu như mà một trong hai trùng với cái đáp án của ban giám khảo đã lựa chọn thì vẫn tính. Đúng rồi, phải tính. Dạ, đúng rồi, phải tính. Vâng, như vậy là chúng ta đã hiểu rõ cái thử thách này rồi. Và để đảm bảo tính công tâm thì bé sẽ được nghe một cái headphone trong đó mật nhạc. Xin mời giám khảo Vũ Cát Tường nghe thử. Xịn quá, bây giờ Bluetooth nữa. Ok. Wow. Wow, nghe là muốn nhúng nhảy phải không? Không nghe đúng không? Rồi, bây giờ với âm thanh surround 3D, chúng ta sẽ đeo headphone cho con nhé Kiên. À. À, cho phép Nguyên Khang sẽ mời lần lượt từng giám khảo một lên chọn cái bài đó, sau đó mới chọn tiếp cái đoạn trong cái bài đó. Ưu tiên cho các Tường trước nha, mời Tường. Em nhanh lắm, tại vì cái tính ngẫu nhiên nó mới làm nên cái hay ho của cái này. Lấy từ giây thứ 6 đến giây thứ 16. Đây, 29 tới 39. Đoạn nhạc thứ 3. 42 tới 52. Vị trí số 3. 27 tới 37. Xong. Sự lựa chọn của Cát Tường. Mỗi người sẽ có một phong cách chọn khác nhau. Tường là chọn ngẫu nhiên. Từ 10 đến 20 đi. Vũ Tam xong rồi. Tiếp. 30 Chile. Từ 20 đến 30. Xong rồi. Thứ 4. 30 đến 40. Anh Bắc đã xong. Quý vị nhìn ở trên đây thì bây giờ chỉ còn có vị trí số 5, số 8 và số 10. Anh xin mời giám khảo Dương Anh Vũ. Xin mời anh. Anh sẽ có một phong cách chọn khác hai bạn. Nằm bấm list tay xem. L I E. Đây. Số 6 đến 16. Thì là 8 đến 18. Phần Lan 5 đến 15. Rồi, đã chọn xong. Và bây giờ, trợ lý chương trình sẽ giúp cho Nguyên Khang đặt những đáp án tương ứng vào những ô từ 1 cho đến 10. Mời bạn. Quý vị, mọi thứ đã được sẵn sàng. Chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho tinh thần của Thái Huỳnh, Chí Kiên. Thời gian 100 giây, bắt đầu!
các quốc gia trong Mỹ Latin á, thì nó dùng nhạc ở dạng opera. Nếu em mà chọn hai quốc gia trong Mỹ Latin á, thì nó nhạc nó có thể là liên tục nhau, khó để mà đoán ra được. Đó, hiểu không? Đấy. Trời, cái gì vậy? Sao bóp không suy nghĩ? Không ngần ngại cho mày không suy nghĩ. Rất quyết đoán luôn á. Nhạy cảm về âm nhạc. Bài khác rồi. Thưa quý vị, thời gian đã hết 100 giây. Wow. Sao nhớ được ta? Kiên ơi, nhìn lại một lần nữa. Ba vị giám khảo cảm thấy thế nào qua phần thể hiện vừa rồi của Chí Kiên? Về mặt âm nhạc á, tưởng tượng đâu là chương trình sẽ làm nó thành một cái bản, ví dụ như đoàn quân Việt Nam ta da ta, nó qua một cái bài khác, chứ nó không phải là cái này xong qua cái kia là bạn biết liền là nó có cái sự chênh lệch. Đồng ý như Tường đã nói, nhưng thực sự ra có cái điểm khó ở chỗ đây nè. Rõ ràng là cháu nhớ hai hệ thống. Hệ thống thứ nhất là hệ thống quốc gia quốc kỳ, hệ thống thứ hai là hệ thống quốc ca. Và đương nhiên là cháu phải đồng bộ được với nhau thì cháu mới nhận diện được. Và em đã có cách đánh độ khó đối với cháu Kiên. Nếu mà cháu Kiên làm được cái này thì em sẽ phân tích thêm. Tôi khẳng định với Cát Tường biết rằng là về trình độ âm nhạc là tôi không bằng Cát Tường. Nhưng nếu mình ghép 10 giai điệu thành một bản phối khí mix mới thì nó là một bài hát khác. Đúng, cái đó là một level thật sự là thử thách. Nó là một bài hát khác chứ không phải là những đoạn quốc ca của những quốc gia mà chúng ta đang muốn tìm. Hiện nay con đã lựa chọn được những cái quốc gia, chú chưa biết là đúng hay sai, nhưng con lấy rất quyết liệt. Trong một nốt nhạc. Quyết đoán. Cái đó. Cái phần này ấy, dưới con mắt của chú ấy, đáng lý là phải để ở cái phần phá vỡ giới hạn. Cảm ơn quan sát của anh Bắc. Nhưng mà chàng trai này sẽ đưa quý vị đi nhiều cái bất ngờ khác. Phim hay phải chờ đoạn kết, cứ từ từ anh à. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố đáp án con nha. Đáp án đầu tiên. Số 1, Burkina Faso. Wow. Chính xác. Chính xác. Thôi cái tên nước thì em còn không biết nữa. Thứ hai. Bhutan. Hay quá, chính xác, Bhutan. Số 3. Khoan, hãy hỏi chàng trai của chúng ta. Số 3, tên quốc kỳ của quốc gia nào con? Azerbaijan. Wow. Azerbaijan. Azerbaijan. Số 4. Kim. Chile. Có đúng không? Tại vì là của mình là... Không chắc chắn không con? Chắc. Là gì con? Chile. Từ 20 đến 30, 30 Chile. Chile. Chú. Chính xác. Chú hù nhờ. Vậy cái anh này mình chú rất là ý nhau. Quốc gia tiếp theo. Ái chà, quốc gia này có gì đặc biệt không con? Hai nước giống nhau cả. Hai nước giống nhau về quốc ca. Wow. Anh chọn
hai quốc gia này nằm ở châu lục nào? Châu Âu. Châu Âu. Next, Tenstein. Wow. Chính xác là như vậy. Liechtenstein vay nhạc của Vương quốc Anh. Bạn ấy đã chọn chính xác. Chính xác. Số 6. Quốc gia nào con? Honduras. À, đây là quốc gia nằm ở đâu? Ở châu Mỹ. Number 7. Số 7. Đó chính là Ai Cập. Ai Cập. Ai Cập chính xác. Chỉ còn một đáp án nữa thôi. Nếu bé trả lời chính xác thì bé đã thẳng tiến vào vòng tiếp theo. Và bây giờ ô số 8. Mở. Hy Lạp. Chính xác. Xin chúc mừng Kiên, con đã vượt qua thử thách. Yeah. Khoan Kiên, khoan. Nhưng từ từ khoan. Mừng từ từ ở mừng đây nhá. Còn có một điều đặc biệt là chú thấy con có lựa hai đáp án. Quốc gia còn lại là gì? Đảo Xíp. Đảo chính Xíp. Xác, chính xác. Hai quốc gia này không phải chỉ có trùng nhạc không đâu, mà là lời bài hát cũng giống nhau luôn. Wow. Chắc chắn là bé đã vượt qua thử thách này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ô số 9. Là nước gì con? Mozambique. 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 Chính xác. Và bây giờ là quốc gia cuối cùng. Đó chính là Phần Lan. Phần Lan, xin chúc mừng Kiên, 10/10. Yeah. Rất là tự tin. Nó có hai quốc kỳ á con. Thì cái quốc kỳ còn lại là con nghĩ là quốc kỳ quốc gia nào? Estonia. Chính xác, mà tại sao con chọn lại chọn quốc kỳ Estonia và Phần tại Lan luôn? Tại vì cái kiểu âm thanh đó là chỉ có của Phần Lan. Chính xác. Wow. Nó bay mượn của Phần Lan. Wow. Yeah. Chúc mừng con, hay quá, giỏi quá. Mời con đến đây. Và bây giờ đây sẽ là lúc mà ban giám khảo cho điểm số. Chú đánh giá rất cao phần thi của con. Con đã xuất sắc vượt qua phần này. Tường vẫn giữ nguyên quan điểm là về phần nhạc thì chưa phải là mức độ khó nhất mà Tường mong đợi. Nhưng mà cái điều mà làm Tường ấn tượng với cậu bé này chính là cái khả năng phản ứng quá nhanh. Nhưng mà về phần nhạc lý thì có thể là còn một phần sau nữa. Đây chưa phải là tất cả và Tường đang mong chờ điều đó. Như vậy là con sẽ cần phải thể hiện mình nhiều hơn nữa để chinh phục giám khảo Vũ Cát Tường ở phòng sau. Thực ra mỗi giám khảo sẽ có một cách chọn riêng. Còn đối với em là em chọn theo kiểu gây khó cho cháu. Tất cả những quốc gia em chọn là 3 đúng không? Nhưng thật sự là 6. Đơn giản là bởi vì cứ hai quốc gia là nó có cùng một bản nhạc, hai quốc gia nó cùng bản nhạc cho nên nó thành 6 quốc gia. Cháu không phải chỉ nhớ không mà cháu hiểu cái nội dung cháu nhớ là gì. Một đứa trẻ như vậy là càng đáng khen. Thật ra có một câu nói anh Khang à, em cảm thấy là thích, đó là chỉ cần bạn biết phương pháp học, bạn đã là một thiên tài. Và kết quả chính là 5 ngôi sao. Chúc mừng con. Yeah. Như vậy là chúng ta có tổng cộng 14 ngôi sao. Chúng ta sẽ hỏi chàng trai con có muốn thi tiếp không? Không muốn thi tiếp. Yes. Cố gắng nha. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.